Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin mời anh chị em và các bạn cùng vào bếp để làm một món ăn vặt rất là ngon, đó là món khoai tây nướng bơ tỏi. Thì thành phần nguyên liệu hôm nay gồm có là khoai tây, một củ tỏi, hành lá, bơ. Đây là bơ lạc không có muối. Lấy một thau nước, cho vào đây khoảng một muỗng cà phê muối. Khuấy đều. Khoai tây mình bào bỏ vỏ. Ngâm vào trong nước. Cắt miếng dày cỡ giống như vậy. Sau khi cắt khoai tây xong, mình đem đi rửa sạch và để cho ráo nước. Tỏi này mình sẽ cắt chóp ở trên đầu. Để củ tỏi vào trong miếng giấy bạc. Dế dầu ăn lên, rối lại. Hành lá cắt nhuyễn. Lót giấy bạc lên trên khay. Cho một ít dầu ăn lên. Đều. Đây là khoai tây sau khi gọt vỏ xong thì mình cân được là 1 kg. Trộn vào trong này là một muỗng cà phê muối. Một muỗng rưỡi cà phê hạt nêm gà. Nửa muỗng cà phê đường. Tiêu. Hai muỗng canh dầu ăn. Trộn đều lên. Cho khoai tây vào trong khay. Ở dưới này các bạn thấy là nó còn đọng nước nữa không? Mình sẽ dùng khăn giấy để thấm khô hết nha. Để nướng thì khoai tây nó mới ngon. Đó, lúc nãy nó là khoai tây nó chưa có ráo nước hẳn đó, là mình ướp nó ra nước như vậy nè. Trải khoai tây ra. Củ tỏi này thì mình sẽ để ở bên một góc. Đó, mình để một góc đây. Ở bên kia mình đã mở sẵn lò oven 430 độ F là 221 độ C. Bây giờ đem đi nướng 20 phút. Sau khi nướng được 20 phút mình lấy ra và sẽ trở mặt của khoai tây. Sau khi trở mặt của khoai tây xong, mình sẽ cho trở lại vào trong lò nướng, nướng thêm 25 phút nữa. Cũng với 430 độ F là 221 độ C. Hoặc là nướng cho đến khi nào mà khoai tây nó vàng là được. Sau khi nướng được 30 phút, mình thấy khoai tây vàng như vậy là được rồi. Đây là tỏi nướng nè. Tỏi rất là thơm luôn. Mình sẽ lấy những tép tỏi ra. Dằm nát tỏi ra. Bắt chảo lên bếp cho bơ vào. Các bạn muốn ăn nhiều hay ít là tùy mình nha.
nấu cho bơ chảy ra. Cho tỏi vào đây. Nêm nửa muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê hạt nêm gà. Hành lá cắt nhuyễn. Rồi trộn đều và tắt bếp. Cho sốt này ra chén. Khi nào ăn thì mình sẽ chan sốt hành, tỏi và bơ lên đây. Đây là một món ăn vặt rất là ngon. Nếu có thời gian thì anh chị em và các bạn nhớ làm thử để cả gia đình mình cùng thưởng thức. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.